Thưa quý vị và các bạn, sau trận mưa lớn kéo dài vào chiều ngày 5 tháng 10, nhiều đoạn đường tại huyện Lâm Hà đã bị ngập cục bộ. Trong đó, điểm ngập nặng nhất là khoảng gần 1 km, đoạn ngã ba Gia Thành, thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà, khiến cho người dân tham gia giao thông hết sức khốn khổ. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Hàng trăm lượt phương tiện tham gia giao thông bị bẩn trong nước. Đó là thực trạng diễn ra tại ngã ba Gia Thành, thị trấn Ninh Văn, huyện Lâm Hà sau trận mưa lớn vào chiều hôm qua. Có những điểm nước ngập hơn nửa mét, khiến cho nhiều phương tiện, đặc biệt là xe mô tô bị chết máy do nước vào ống xả. Theo người dân ở đây, thì tình trạng này đã kéo dài khoảng 3 năm nay. Hễ trời mưa là ngập nước. Là cứ chiều đến là mưa là ngập, có chỗ phải đến 6-70 phân nước. Mà các cháu đi học về thì là té ngã rồi, thì là những người mà lạ đường ấy, là tối đến là người ta đi ngã, có người là lổ lốp xe rồi là gãy chân gãy cẳng. Theo tìm hiểu của phóng viên, thì nguyên nhân chính xảy ra tình trạng này đó là do hệ thống mương thoát nước được xây dựng không đồng bộ. Bên cạnh đó, hệ thống cống lâu ngày không được nạo vét khơi thông dẫn đến lâu ngày bị tắc. Mỗi khi mưa đến, nước ứ động tràn cả ra đường. Được biết khu vực bị ngập thường xuyên này chỉ cách trụ sở chính quyền huyện Lâm Hà khoảng hơn 4 km. Người dân đã nhiều lần phản ánh với ngành chức năng địa phương. Tuy nhiên, vấn đề này nhiều năm qua vẫn chưa được xử lý dứt điểm.